Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào tiết 3 của bài 70 trong vở bài tập toán 3 bộ sách kết nối nhé. Bài tập số 1, các em sẽ thực hiện phép nhân. Chúng ta sẽ có các cái phép nhân liên tiếp ở đây. Ở ý A, 14.000 nhân với 2, các em nhẩm 14.000 nhân với 2 thì bằng 28.000. Các em viết dưới dạng số. Sau đó lấy 28.000 nhân 3. Nếu các em chưa nhẩm được ngay bằng bao nhiêu thì các em chỉ cần lấy 28 các em nhân với 3, sau đó được kết quả bao nhiêu các em thêm 3 chữ số 0 vào phía sau. Có 3 nhân 8 bằng 24, các em viết 4 nhớ 2 này. 3 nhân 2 bằng 6 nhớ 2 là bằng 8. Các em viết dịch lên phía trước một chút để chúng ta điền 3 chữ số 0 vào phía sau. Sau khi nhân xong thì các em thêm 3 chữ số 0 vào phía sau là được. Vậy kết quả chúng ta bằng 84.000. Tương tự 14.000 nhân với 3. Các em nhẩm lấy 14 nhân 3 bằng bao nhiêu sau đó thêm 3 chữ số 0 vào, đúng không? Chúng ta viết dịch lên phía trước để lát nữa chúng ta thêm 3 chữ số 0 vào phía sau nhé. Có 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 3 nhân 1 bằng 3 nhớ 1 nữa bằng 4 này. Kết quả các em thêm 3 chữ số 0 vào. Kết quả bằng 42.000. 42.000 nhân với 2 thì bằng 84.000, đúng chưa? Chuyển sang bài tập số 2. Những ai mà chưa xong bài tập 1 thì các em hãy dừng lại để tiếp tục làm xong bài tập số 1 nhé. Có bài tập số 2. Yêu cầu các em đặt tính rồi tính. Ta có ý A nào, 23.072. Các em đi nhân 4. Các em nhân theo thứ tự từ phải sang trái, nhân hàng đơn vị trước nhé. Bốn nhân hai bằng 8, viết 8 này. Bốn nhân bảy 28, viết 8 nhớ 2. Bốn nhân không bằng 0, nhớ 2 nữa bằng 2 này. Bốn ba 12, viết 2 nhớ 1. Bốn nhân một bằng 4. Bốn nhân hai bằng 8, nhớ 1 nữa bằng 9. Vậy sau khi đặt tính xong thì kết quả của phép tính này bằng 92.288. Sang phép tính B, ta có 15.141, các em nhân 6. Nhân theo thứ tự từ phải sang trái nào. 1 x 6 bằng 6 này, viết 6 này. 6 x 4 24, viết 4 nhớ 2. 6 x 1 bằng 6, nhớ 2 nữa bằng 8. 6 x 5 30, viết 0 nhớ 3. 6 x 1 bằng 6, nhớ 3 nữa bằng 9. Như vậy, kết quả chúng ta bằng 90.846. Tiếp tục, ta có bài 3, tính giá trị của biểu thức. Ở đây, biểu thức này có chứa phép nhân và phép trừ. Trong một biểu thức có chứa phép nhân và phép trừ thì các em sẽ thực hiện phép nhân trước trừ sau. Như vậy chúng ta sẽ lấy là 13.081, các em nhân 7 trước này. 1 x 7 bằng 7, viết 7 này. 7 x 8 bằng 56, viết 6 nhớ 5. 7 x 0 bằng 0, nhớ 5 bằng 5. 7 3 21, viết 1 nhớ 2. 7 x 1 bằng 7, nhớ 2 bằng 9. Như vậy cái phép nhân này bằng bao nhiêu đấy? 91.567 đúng không? Đấy, các em sẽ điền 91.567 vào đây. Sau đó lấy 91.567, các em trừ đi 37.149. Xem được kết quả bao nhiêu? Thì các em sẽ điền vào đây. Như vậy đến đây, các em trừ đi 37.149. Ta có 91.567 trừ đi 37.149. Có 7 không trừ được cho 9, các em mượn 1 phía trước. Lấy 17 trừ đi 9. 17 trừ đi 9 thì bằng 8. Mượn 1 thì nhớ 1 sang đây. 4 này nhớ 1 nữa bằng 5.
4 này nhớ 1 nó bằng 5, 6 trừ đi 5 thì bằng 1. Đấy, 5 trừ đi 1 thì bằng 4, viết 4. 1 không trừ được cho 7, các em mượn 1 phía trước, lấy 11 trừ đi 7 thì bằng 4. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây. Này nhớ 1 nữa thì bằng 4, 9 trừ đi 4 thì bằng 5. Kết quả của chúng ta bằng 54.418. Các em sẽ điền vào đây 54.418. Năm tư nghìn bốn trăm mười tám. Tiếp theo sang bài tập số 4. Có bài tập số 4 như sau. Mẹ đưa cho Mai 5 tờ loại 10.000 đồng. Đấy, 5 tờ tiền, mỗi tờ là 10.000 đồng. Mai mua bút và vở hết 45.000. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu tiền? Vậy trước tiên các em sẽ tìm cho cô là cái số tiền mà mẹ đưa cho Mai là bằng bao nhiêu, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ lấy 10.000 các em nhân với 5, tức là mẹ đã đưa cho Mai là 50.000, đúng chưa? Và Mai đã mua hết 45.000 thì số tiền còn lại thì các em sẽ lấy là 50.000, các em trừ đi 45.000 thì sẽ bằng 5.000 đồng. Vậy ta sẽ giải bài toán này qua hai bước. Ta sẽ có là số tiền mẹ đã đưa cho Mai là chúng ta sẽ lấy 10.000 này nhân với 5 tờ lên thì bằng 50.000 đồng. Mẹ đưa 50.000 đồng mà mua hết 45.000. Như vậy Mai còn lại số tiền là 'em sẽ lấy tổng số tiền mẹ đưa, kem trừ đi số tiền mà đã mua bút và vở. Như vậy là còn lại 5.000 đồng. Đáp số là 5.000 đồng. Chuyển tiếp sang bài tập số 5. Những ai mà chưa xong bài tập số 4 thì các em hãy dừng một chút để làm xong bài tập số 4 đi. Có bài tập 5 như sau. Gấp 10.500 đồng lên 4 lần rồi trừ đi 25.000 đồng. Xin lỗi các bạn, gấp 10.500 lên 4 lần rồi trừ đi 25.000 thì ta được số nào? Như vậy, đối với bài toán này thì các em sẽ viết cái biểu thức ra, xong đó thì chúng ta sẽ làm. Ta có cái biểu thức A này. Một số khi gấp lên 4 lần, tức là chúng ta làm phép toán nhân. Như vậy các em lấy 10.500 các em nhân với 4. Sau đó chúng ta trừ đi 25.000. Vậy cái này thì có phép nhân và phép trừ thì chúng ta thực hiện phép nhân trước nhé. Đây, thực hiện phép nhân này trước. Ta có 4 nhân 0 bằng 0 này, 4 nhân 0 bằng 0 này, 4 nhân 5 20 viết 0 nhớ 2 này. 4 nhân 0 bằng 0 nhớ 2 bằng 2 và 4 nhân 1 bằng 4. Như vậy phép nhân thì được 25.000. Sau khi phép nhân chúng ta được 42.000. Sau khi nhân xong thì các em lấy kết quả này các em trừ đi 25.000. Như vậy 42.000 trừ đi 25.000 thì bằng 17.000. Đấy. Tức là đối với bài tập số 5 thì các em sẽ phải viết biểu thức ra.
Sau khi viết biểu thức ra rồi chúng ta thực hiện biểu thức này, tính biểu thức. Vậy kết quả sẽ bằng 17.000. Ý A, các em sẽ điền cho cô số 17.000. Câu B là gấp số 12.260 lên 3. Câu B, 12.260 các em gấp lên 3 lần, tức là nhân 3 lên, đúng không? Gấp lên bao nhiêu lần thì chúng ta nhân, rồi cộng với 24.070, cộng với 24.070. Vậy ở đây thì các em thực hiện nhân trước cộng sau. Ta có 3 nhân 0 thì bằng 0 này, 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1 này, 3 nhân 2 bằng 6 nhớ 1 nữa bằng 7 này, 3 nhân 2 bằng 6 này, và 3 nhân 1 bằng 3. Sau đó các em cộng với 24.070. Đấy, các em thực hiện cái phép nhân này trước. Sau đó lấy kết quả phép nhân cộng với số này. 0 cộng 0 bằng 0. 8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 7 cộng 0 bằng 7 nhớ 1 nữa bằng 8. 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 3 cộng 2 bằng 5 nhớ 1 bằng 6. Kết quả bằng 60.850. 60.850. Như vậy các em sẽ điền kết quả này vào ý B. Vậy ý B thì chúng ta có biểu thức là 12.260 nhân với 3 rồi cộng với cái số này. Và chúng ta tính ra ý B thì kết quả này. Vậy các em sẽ điền vào đây là số 60.850. Trên đây cô và các em đã vừa hoàn thành xong tiết 3 của bài 70 trong vở bài tập toán 3 bộ sách kết nối. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh thì các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh và các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.